nay tôi đang đi uống cà phê nét xưa. Ở đây có nhiều cái đồ cổ rất là hay. Này cái điện thoại nè, cái điện thoại này tôi không biết là nó khoảng từ năm nào nhỉ, rất đẹp các bạn. Quán ở đây cũng rất là đẹp nha. Các bạn có thể vô vừa uống cà phê, vừa thư giãn, vừa ngắm cảnh, vừa thưởng ngoạn đồ cổ. Ở đây có nhiều cái món đồ cổ cũng rất là hay. Thank you.
Đây là người ta trưng bày quán cà phê nha các bạn, chứ không phải là người ta bán. Người ta chỉ trưng bày thôi. Thì cái anh chủ này anh nói anh cũng hay trao đổi đó. Rồi, các bạn xem hôm nào ghé uống cà phê nha. Đây, cái này là cái gì nè? Ồ, cái này là chắc là cái dụng cụ pha cà phê quá. Phê hay là pha trà gì đó. Một chiếc điện thoại rất là cổ. Vì anh để trang trí cho nên là các bạn thấy là cái này là cũ hư rồi, anh sơn lại. Rồi, chào các bạn nha. Đây là không gian quán rất là thoáng, chúng ta có thể ghé để uống cà phê. Tạm biệt các bạn.